Em sẽ quay video cho cả nhà một ô đất ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên hơn 800 triệu. Đường to đẹp, lô cạnh góc, đường hai ô tô tránh nhau. Cực kỳ đẹp, ô đất tại chỗ xe máy của mình đứng luôn nhé. Diện tích là 62m2, mặt tiền là 4,85. Đường rất to và đẹp, đường hai ô tô tránh nhau luôn. Dân cư ấm, mọi người mua đất thì liên hệ cho mình nhé, 0835416888. Mua đất tại Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đường rất to và đẹp, đường này được hai ô tô con tránh nhau đấy cả nhà. Cách đất dịch vụ Đồng Hin Lai Sơn ngay phía dưới này tầm 100m là đến đất, cách chợ Cóc khoảng 50m, cách trung tâm thì đi mất 3-4 phút đi xe là ra trung tâm, trung tâm Vĩnh Yên. Hả? Mọi người mua đất thì liên hệ cho mình nhá, 0835416888.